trước hết chúng ta cần tịnh tâm trong một phút để cầu nguyện thượng đế và hải hội chư phật hộ trì giúp đỡ cho thế giới sớm được thái bình và chúng sinh được an lạc Hôm nay tôi đến với quý vị để nói qua về một phương pháp. À, có thể nói cái phương pháp này à, tuy là nói phương pháp nhưng mà nó là cứu cánh à, để đem lại cái sự an lạc, cái sự giải thoát cho chúng sinh nơi cái thế giới phiền não này. Đó là cái đại pháp à, nhĩ căn viên thông. À, quán âm và đại pháp nhãn tạng quán quang quý vị cũng nên biết qua là từ vô thủy tức là không có cái chỗ khởi đầu à, đã vốn có sẵn cái diệu quang cái diệu âm tức là cái cái ánh sáng màu nhiệm cái âm thanh màu nhiệm hay còn gọi là cái âm thanh và ánh sáng à, siêu thế giới cái diệu quan diệu âm này vốn là không hình không tướng không hình không tướng nhưng mà không phải là không ngơ không có gì cả nó bao hàm tất cả vũ trụ dạng pháp nhưng mà vũ trụ dạng pháp đang có mặt ở trong nó đã có mặt ở trong nó dưới cái hình hình dưới cái thể không tướng đó rồi cái diệu quan diệu âm không hình không tướng này nó biến hiện ra thành vô lượng vô biên các hạt và vô lượng vô biên các hạt này à, chúng ta cũng biết là từ các hạt cực kỳ vi tế nó biến ra thành các hạt vi tế rồi các hạt thô rồi các hạt thô hơn nữa tóm lại là vô lượng vô biên các hạt có nhiều cái cấp độ khác nhau từ vô lượng vô biên các hạt này nó sẽ ứng hiện ra, ứng biến ra vô lượng vô biên thế giới từ thế giới tinh thần vô hình cho đến thế giới vật chất hữu hình. Hiện nay quý vị cũng biết là nơi cái thân thể vật chất này của chúng ta là cái thể hữu hình. Ở bên trong nó nó cũng có những cái thể vô hình tàn ẩn ở bên trong nó trôi chảy không ngừng đó là những cái thể tình cảm cảm giác tư tưởng nhận thức đang có mặt ở trong cái thân thể đất nước gió lửa này của chúng ta nếu mà không có những cái thể vô hình tình cảm cảm giác tư tưởng nhận thức trôi ở trong cái 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 thân thể này của chúng ta thì cái thân thể này của chúng ta cũng chỉ là vô tri vô giác như là gỗ đá mà thôi cho nên vì vậy mà chúng ta cũng cần phải biết à, tất cả vô lượng vô biên các pháp vật chất cũng như vô lượng vô biên các pháp tinh thần à, đều được mà cấu tạo đều được tạo ra bởi một cái chất liệu duy nhất là diệu quan diệu âm mà phật giáo gọi là chân như chân như tức là phật à, cổ thư hay là cao đại giáo thì gọi là tiên thiên khí tiên thiên điển tức là thượng đế chân như hay là tiên thiên khí cũng chỉ là một mà thôi chỉ khác là khác cái danh từ gọi à. chúng ta cũng biết là vô lượng vật chất cũng như vô lượng tinh thần mỗi mỗi đều có hai mặt cái mặt hiện tượng hay là hình tướng thì hư dối không thật sự có còn cái mặt bản thể tức là cái thể chân thật là thật sự có cái mặt bản thể chân thật đó tức là cái diệu quan diệu âm nó ứng hiện ra thành ra cái cái hình tướng là cái hiện là cái gọi là thế giới hiện tượng đó thì không thật sự có ở đây chúng ta nói là không thật sự có chứ không phải là chúng ta nói là không có đó. cái hình tướng đó đó nào là nam nữ nào là thiện ác nào là tốt xấu dân dân từng cặp đối đãi đối đãi và đối đãi cho nên trong kinh đại thừa của Phật giáo có cái bộ kinh nói đến cái vũ trụ dạng pháp này tuy là xâm la dạng tượng nhưng mà không ngoài 62 luận chấp đối đãi đó là kinh phạm vọng đó là kinh phạm vọng Phật có thuyết về kinh Phạm Võng nói về 62 cặp đối đãi và 62 cặp đối đãi này là để nói lên cái thế giới hiện tượng ngàn sai muôn khác. Thì cái hình tướng của cái 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 cái, 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 cái ngàn cái ngàn sai muôn khác, cái hình tướng nó như vậy nhưng mà cái hình tướng nó lại là hư huyễn hư là trống không, quyển là giả dối. Nó chỉ có trong cái ý niệm vô minh của con người mà thôi, do cái ý niệm vô minh của con người mà có nên cái 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 cái, cái quan niệm cái hình tướng đó cho rằng cái hình tướng đó là thật sự có, nhưng mà cái hình tướng đó không thật sự có, nó chỉ có trong ý niệm mà thôi. Ở đây tôi muốn đưa đến cho quý vị một pháp môn gọi rằng pháp môn. Nhưng mà thật sự nó là cứu cánh. Bởi vì diệu quang diệu âm nó là cứu cánh. Nó là cái đại trí huệ. Chúng ta có thể gọi cái đại trí huệ này là Phật. Chúng ta có thể gọi cái đại trí huệ này là Thượng đế. Nó vốn đã có từ vô thủy. Cái đại trí huệ Phật này, cái diệu quang diệu âm này nó vốn đã có từ vô thủy. Và chúng ta Trong cái sự tu hành của chúng ta Chúng ta đang bước đi uh, Trên con đường để đi tìm Cái đại trí huệ từ vô thủy này Chúng ta đang có mặt ở các tôn giáo Chúng ta đang có mặt ở các trường phái uh, Chúng ta đang có mặt uh, Ở các pháp môn đó. Nhưng mà chúng ta đã có thực hành qua cái pháp môn nào mà nó có đem lại cho chúng ta cái diệu quan diệu âm hay không có nghĩa là chúng ta đã có thể nghiệm được đã có thực chứng được cái diệu quan diệu âm mà tôi vừa nói qua với quý vị là diệu quan diệu âm vốn là bản thể chân như của tất cả các pháp Quý vị cũng biết Thượng Đế và Chư Phật Ngài không có cái hình tướng như người thế gian Tuy là nói rằng Thượng Đế và Chư Phật là không tướng Nhưng mà không phải là không ngơ, không có gì cả Mà cái không tướng ấy chính là cái diệu quan hay là Phật quan hay là thiên quan tùy theo Quý vị muốn gọi như thế nào tùy theo tôn giáo của mình, diệu quang đó là cái ánh sáng màu nhiệm, phật quang đó là cái ánh sáng của chư Phật, Cái ánh sáng đại giác ngộ của chư Phật, thiên quang là cái ánh sáng của trời, cái ánh sáng của thượng đế. Nói cho nên vì vậy mà trong kinh A Di Đà à nói đó, đức A Di Đà là đấng vô lượng quang. khi mà chúng ta nói thượng đế và chư phật cái hình tướng của ngài vốn là phật quan diệu quan hay là thiên quan thì chúng ta cũng phải đề cập qua đến cái cái vô lượng diệu âm diệu quan và diệu âm này vốn là một nhưng mà diệu quan nó 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 thanh nhẹ nó thanh nhẹ hơn nó cực kỳ thanh nhẹ hơn còn diệu âm á thì nó cũng cực kỳ thanh nhẹ nhưng mà nó nó hơi thô hơn một chút thì cái vô lượng diệu âm này là vô lượng cái âm thanh màu nhiệm chúng ta cũng gọi đó là diệu âm phật âm hay là thiên âm gì cũng được bởi vì thượng đế và chư phật quý vị cũng biết là các ngài không có cái ngôn ngữ như người thế gian mà ngôn ngữ của các ngài là cái sự rung động cái sự rung động không ngừng nghỉ của cái chân như của cái tiên thiên khí đó, của cái tiên thiên điển đó và cái sự rung động đó nó phát ra cái 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 âm thanh màu nhiệm đó chính là ngôn ngữ của thượng đế, đó chính là ngôn ngữ của chư Phật cái ngôn ngữ mà chúng ta là những người cao đại giáo hầu đàn cơ rồi thượng đế về cơ qua đồng tử hay là chư Phật Bồ Tát đại tiên về cơ qua đồng tử và đồng tử phát ra cái cái ngôn ngữ dạy đạo đó thì cái ngôn ngữ đó chỉ là tạm gượng mà mà nói là đó là thượng đế thượng đế ứng hiện thượng đế ứng hiện cái cái, cái 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 năng lực siêu phàm của ngài qua đồng tử và đồng tử tiếp nhận cái 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 năng lực siêu phàm đó mà ứng hiện ra à, thành cái cái ngôn ngữ của thế gian cái ngôn ngữ của đồng tử đó và cái ngôn ngữ ấy nó mang cái 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 những cái những cái, những cái lời dạy những cái quấn từ cao siêu của các đấng vô hình xuyên qua đó chứ còn cái ngôn ngữ đó không phải là ngôn ngữ của thượng đế, không phải là ngôn ngữ của chư Phật đại tiên. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của thế gian, chỉ là à, tạm mượn qua thân thể của đồng tử mà thôi, cái năng lực siêu hình ấy tạm mượn qua thân thể của đồng tử mà thôi. Bởi vì lúc đó đó, chính cái diệu quang diệu âm hay là còn gọi là cái tiên thiên điển xuyên qua đồng tử mà ứng hiện ra như vậy. Bấy lâu nay, từ vô lượng vô biên kiếp, loài người của chúng ta đã tạo ra quá nhiều những đau khổ, những phiền não qua những tình cảm, những cảm giác, những tư tưởng, những nhận thức ô trượt. Thì những tình cảm, những cảm giác, tư tưởng, nhận thức ô trược ấy, nó gắn vào cái, nó gắn vào cái 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 thể, những cái thể vô hình đó. Khi mà chúng ta nhìn uh, qua cái vật chất. À, nam nữ thiện ác tốt xấu à, dân dân à, chúng ta khởi lên cái tâm niệm thì cái tâm niệm đó chính là cái tư tưởng chính là cái tình cảm chính là cái cảm giác và nó gắn vào trong cái 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 thể cái thể tình cảm cái thể cảm giác cái thể tư tưởng cái thể nhận thức đó của chúng ta và chúng ta gọi đó là nghiệp chướng thì bây giờ khi mà chúng ta có quá nhiều cái nghiệp chướng như vậy thì chúng ta cũng phải có một pháp môn một phương cách cứu cánh đó chính là đại pháp nhãn tạng quán diệu quan và nhĩ căn Duyên thông quán diệu âm chúng ta dùng cái cái bản thể diệu quan diệu âm chân thật này để mà gọi rửa những cái hình tướng hư dối à, mà do chính chúng ta tạo ra hay là do tha nhân à, những người mà chúng ta thường hay tiếp cận à, họ gắn cái, cái 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 tình cảm cái cảm giác tư tưởng nhận thức nó họ gắn vô chúng ta họ truyền cái cái, cái, cái cảm giác cái tư tưởng nhận thức ô trượt của họ sang qua chúng ta khi họ tiếp cận với chúng ta à, trong cuộc sống mà giữa ta với họ có cái sự à, liên đới với nhau thì nhờ cái pháp môn diệu quan diệu âm này mà chúng ta mới có thể gọi rửa được những cái nghiệp chướng đó à, diệu quan diệu âm nó có cái công năng nó có cái công năng vĩ đại như vậy là bởi vì nó chính là cái bản thể nó chính là cái bản thể nguyên nguyên của vũ trụ dạng pháp khi vũ trụ dạng pháp chưa có thì cái dịu quan dịu âm này vốn cũng đã có rồi cái vụ cái cái dịu quan Diệu âm này nó biến sanh. Như tôi nói với quý vị Nó biến sanh ra tất cả Vô lượng các pháp vật chất Hay vô lượng các pháp tinh thần Đều từ nó mà có Do nó biến hiện ra tất cả Cho nên vì vậy Nhưng mà chúng ta phải chịu những cái đau khổ Là bởi vì Cái hình tướng Bởi vì cái hình tướng hư viễn đó Cái hình tướng hư viễn của dạng pháp À, chúng ta chấp vào đó cái hình tướng của nam nữ của thiện ác của tốt xấu dân dân và dân dân chúng ta chấp vào cái hình tướng đó để rồi chúng ta à, bị cái hình tướng đó như là những cái 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 sợi dây nghiệp chướng nó trói cột một cái 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 linh hệ của chúng ta đời đời kiếp kiếp cho nên vì vậy mà chúng ta cũng cần phải có một pháp môn tối cao tức là pháp môn quán diệu quang quán nhiều âm này để mà chúng ta gọi rửa nó. Quán nhiều quang, quán có nghĩa là là xem, nghe. Diệu quang tức là cái cái ánh sáng màu nhiệm. Tức là cái 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 hình tướng của thượng đế và chư Phật. Quán nhiều âm tức là quán tức là xem nghe. Diệu âm tức là cái âm thanh màu nhiệm là ngôn ngữ của thượng đế và của chư Phật. Nếu hàng ngày, mà chúng ta tu hành cái pháp môn này chúng ta thường hay xem và nghe cái diệu quan diệu âm màu nhiệm này tức là chúng ta kết nối với thượng đế với chư phật thường xuyên như vậy mà kết nối với thượng đế và chư phật tức là chúng ta kết nối với cái bản thể của vũ trụ kết nối với một cái 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 cái, cái, cái sự cái chân thật thì khi mà chúng ta kết nối được với cái chân thật Thì lẽ tất nhiên Cái giả Nó phải uh, Nó phải biến mất Và một điều quan trọng mà tôi uh, Nói với quý vị Là cái diệu quan diệu âm ấy Nó không ở đâu xa cả Mà nó đang có mặt ở ngay nơi mỗi chúng ta uh, Quý vị cũng biết Là tôi nói rằng nhiều quang diệu anh biến sanh ra vô lượng các hạt và các hạt có nhiều cấp độ nó sẽ biến sanh ra vô lượng các pháp vật chất và vô lượng các pháp tinh thần. Vậy thì mỗi 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 thí dụ nơi thân thể vật chất này nơi mỗi tế bào của chúng ta à Tế bào của chúng ta cấu tạo bởi vô số các phân tử Và phân tử cấu tạo bởi vô số các nguyên tử Và ở nơi các hạt vật chất này Cũng chính là Cái diệu quang diệu âm nó biến hiện ra đó. Nhưng mà bởi vì Chúng ta có một cái nhìn thô sơ thờ ơ Cho nên chúng ta không hề nhận thức được ở ngay bên trong cái cái tế bào đó, ở ngay bên trong phân tử đó, ở ngay bên trong cái cái nguyên tử đó là một cái gì đó cực kỳ màu nhiệm là diệu quang diệu âm. Chúng ta chỉ nhìn cái hình tướng thô sơ ở bên ngoài, cho nên chúng ta mới trôi, bị trôi nổi lạc lầm trong cái cuộc sống vật chất này này sự tối tăm này. Cho nên gì vậy. Mà khi chúng ta tu hành pháp môn này à, Chúng ta sẽ kết nối với cái diệu quan diệu âm Tức là Thượng Đế Tánh Hay là à, Đức Thượng Đế Ở bên trong chúng ta Chúng ta kết nối với cái Phật Tánh Hay là à, Phật Ở bên trong chúng ta Bởi vì chúng ta Vốn đã có sẵn Cái Thượng Đế Tánh và cái Phật Tánh đó Cho nên vì vậy Mà Phật Thích Ca Ngài cũng đã nói rằng Ngài nói trong kinh Pháp Hoa Cái tội lỗi lớn nhất của con người là con người không chịu nhận ra mình vốn là Phật. Mình đã không nhận ra mình vốn là Phật, đó là cái tội lỗi lớn nhất của chúng sinh. Đó như vậy thì chứng tỏ Phật thích Ca ngài muốn nói với chúng ta rằng mỗi mỗi chúng ta đều vốn là Phật cả thì ở đây à, tôi nói mỗi mỗi chúng ta vốn là Phật mỗi mỗi chúng ta vốn là thượng đế Phật là diệu quang diệu âm thượng đế là diệu quang diệu âm cho nên chúng ta cần phải à, có một Pháp môn tốt một cách tuyệt đối là Pháp môn Đại Pháp Nhãn Tạng Quán diệu Quang, Nhĩ Căn diên Thông Quán diệu Âm Để làm cứu tinh, cứu cánh cho chúng ta trong cái mũi đời mà Pháp này Thôi thì hôm nay à, tôi đến với quý vị với một cái clip như vậy À để hỗ trợ tinh thần cho quý vị trong buổi đời mà tôi thấy rằng cực kỳ đen tối này, không biết rằng trong những uh, ngày tháng sắp tới, uh, trong những uh, con năm tới thì cái nhiệt gì nó sẽ xảy ra uh, cho tinh cầu của chúng ta, cho nhân loại của chúng ta, cho nên chúng ta phải hết sức tu hành, phải ráng trường chai, chúng ta phải hết sức trường chay ráng trường chay à, à, nếu mà quý vị chưa có được cái pháp môn đại pháp nhãn tạng nhĩ căn duyên thông này thì quý vị cũng có thể à, niệm danh à, cao đài thiên ông nếu quý vị là người cao đài và quý vị có thể niệm phật nếu quý vị là người phật giáo à, niệm danh à, chúa giêsu à, nếu quý vị là người thiên chúa giáo nhưng mà tôi muốn nói với quý vị là quý vị phải ráng trường trai nếu quý vị không trường trai thì tôi không bảo đảm đâu và quý vị phải ráng ráng ngồi thiền à, khi mà thọ nhận pháp môn này thì ráng ngồi thiền một ngày hai tiếng rưỡi à, còn nếu mà chưa có pháp môn này thì ráng ngồi thiền một ngày à, một tiếng đồng hồ hai là ít nhất cũng phải nửa tiếng đó à, tôi trân trọng à, kính chúc quý vị à, thân tâm thường an lạc